Anh em muốn kiếm tiền online mà không sợ lừa đảo, liên ngay Momo Sky Xiaomi. Hệ thống chơi chẵn lẻ Momo trả thưởng tự động sau 5 giây. Đường link mình đã để dưới phần mô tả nhé anh em, nhớ click vào. Yo yo, hello nha, chào người nha, chào các trở lại với channel mình đây từ đường phố đến người nha. Xin chào anh em, game hiện tại đã chiến mình nha, từ đường phố đó các bạn ạ. Ok, quay trở lại video ngày nay thì trước khi vào video thì quý anh em xem video vẻ của like share thật kinh phải chiến nhiều ạ. Ok, quay trở lại video ngày nay thì chúng ta sẽ qua S38 anh em nha, qua đây hội nhập code hốt quà quẩy sự kiện và tổ chức mini game cho anh em. Ok, thì như video sáng thì tôi nói với anh em rồi, trưa nay bên kênh sẽ có một cái mini game tặng code sự kiện kho báu rách hạn hán cho anh em. Ở video ngày hôm nay tôi sẽ tặng 5 code cho 5 bạn may mắn nhất ở trong video ngày hôm nay anh em nhé. Cách thức tham gia nào thì anh em vui lòng xem tiếp video và tham gia để biết cách tham gia và vui chơi sự kiện anh em. Ok, và mong rằng anh em sẽ cho tôi xin một like và một share như subscriber để hộ channel sớm đạt mốc 50.000 người đăng ký nha anh em. Cảm ơn người rất nhiều. Rồi, giờ đầu tiên thì chúng ta sẽ điểm qua phần quà đi anh em, xem phần quà hôm nay nhận được những gì các bạn. Và đằng này mấy hôm vào thì anh em hiện tại có quà chung tay 1m, 1m của Rách này anh em này. Rồi, qua đây tuần, chuyển tin Rách mới. Rồi, ok các bạn. Lượm qua có được 10k kim cương, 21 thùng bia, chúng các kiểu anh em cũng ngon. Rồi, ạc này như chưa băm code anh em. Hiện tại thì code thì cũng có mỗi cái code đấy thôi anh em. Đây, đây có mỗi quả code này thôi anh em. Đó, chưa băm luôn vào cốt vào cũng được của nó anh em, thêm ca kim cương. Rồi tiếp theo để xem là quả nạc này hôm nay trong quầy sự kiện như thế nào đây anh em. Chúng ta lên phần luyện tướng trước đi. Ok, luyện bớt tướng ra các bạn, lấy túi cho giống này dạnh vào đây tuần nâng cấp các kiểu luôn anh em. Úp cấp các kiểu luôn đây nào. Ok, tiếp tục. Tiện đang đăng đầu video anh em, tôi nhắc nhở cho các bạn nhớ nhá. Cách thức tham gia cơ bản của kênh từ đường phố anh em đó là 3 bước cơ bản anh em. Việc tiên là like và share video trên Facebook của dạng công khai. Việc thứ hai là đăng ký kênh và bật chuông thông báo lên. Nếu bạn nào đăng ký rồi thôi, cảm ơn rất nhiều. Còn việc thứ ba đó anh em xuống phần comment trả lời câu hỏi kèm theo tên Facebook của bạn nhá. Anh em nhớ tham gia đầy đủ ạ. Để tránh trường hợp các bạn tham gia trúng giải mà không nhận được hạc anh em. Rất là buồn luôn, dạo đây rất nhiều tình trạng anh em tham gia trúng giải mà không nhận được hạc các bạn. Và tôi thường biết nói sao với trường hợp đấy các bạn. Ok. Rồi ok. Giờ thì trước khi đến với phần câu hỏi của ngày hôm ở video ngày hôm nay chúng ta sẽ quẩy con nạc này anh em nhé. 269 thùng bia, hiện tại chúng ta cần 200 thùng thôi. Rồi ok, trước tiên thì đập 200 cỗ bia vàng anh em. Mời anh em nhẹ 200 cỗ bia vàng nha các bạn. Rồi tính tiếp. Kim cương thì chắc để lại chơi sự kiện tuần sau anh em, xem tuần sau có gì hot không chơi luôn. Quyện nào, quyện hết 200 thùng này thì chắc là cũng ngon luôn anh em, chắc là cũng đủ luôn. Triệu tập chiêu mộ anh em, triệu tập hải tặc các bạn, biết được không? Như tôi thấy nãy giờ hơi ít tướng S nha. Smoker tiếp nào, này hầu kinh, soldier king tiếp tục, Robin. Rồi qua dòng sinh khí nào, cho mấy anh em dòng sinh khí ra nào. Lamy, Phanh Kỳ. Kìa mấy dòng khác rồi, ra thêm đi chứ. Rồi, Ivan Cốc. Tiếp tục. Đây nào. Ok, ra toàn dòng chính xác thôi ý nhờ. Ăn trọng nhanh nhẹn thôi nhờ. Ba dòng lại đâu rồi, thêm đi, Phanh Kỳ. Dòng sinh khí thấy ít anh em. Ý tưởng dòng sinh khí nhờ. Lại là Ivan Cop. Pepo. Đây đây. Sinh khí. Có vẻ thiếu dòng sinh khí đây anh em, thiếu dòng sinh khí nha. Tôi cảm thấy có vẻ thiếu dòng sinh khí đấy các bạn. Rồi ok, nụ đá. Wow. Cái này được gọi là nhân phẩm chưa các bạn? Hỏi thật câu, cái này được gọi là nhân phẩm cho anh em. Mát nhân phẩm luôn các bạn.
Trời ơi, mở đây mà ra rách các bạn. Uầy, còn gì bằng anh em. Lộn quà nào, 30 thùng. Tôi nghĩ chắc là thiếu dòng chính khí thôi các bạn xem nào. Triệu tập hải tặc đâu? Đâu ok rồi anh em, thiếu hai dòng thông minh minh mẫn thôi. Ok chưa mộ nào. Mốt thùng à, quyện luôn các bạn. Quyện luôn vào đội 2 form 10 sao về nữa anh em. Đội form 10 sao về úp cấp anh em. Còn anh à, lại đục Flamingo chuẩn bị E5 à. Đại ổ đề E5 úp ấy luôn giờ. Nâng game 3 luôn giờ anh em. Ok à, và câu hỏi của sự kiện mini game tặng code lần này của bên kênh chúng ta thì câu hỏi đơn giản thôi anh em. Đó là các bạn hãy trả lời cho tôi câu hỏi, đó là Sabo là gì nhỉ? Đội trưởng đội mấy của băng dâu trắng anh em nhé. Các bạn trả lời câu hỏi kèm theo tên Facebook của anh em luôn. Đó. Cái kết quả công bố của cái này sẽ là buổi tối ngày mai anh em nhé. Ngày mai ở buổi cùng chiều tối ngày mai là bên kênh tôi sẽ công bố cho anh em luôn. Các bạn đồng số thì đừng quên đăng ký và dõi theo thằng channel để tham gia nhận code ạ. Rồi ok. Đấy. Thông báo anh em lịch trình thế luôn. Rồi. Xem nào, ở à đây. Wow, rách tiếp các bạn. Ngon nha. Ok, lên sự kiện lượng quà nào. Rồi. Chiêu mộ hai tạc. Đen còn anh em này, chưa xong đâu. Không còn đây nữa anh em, cũng hoàn đổi trước. Rồi, hai form anh em, dù đúng hay sai phải đổi đây. Rồi đi đầu đi các bạn. Rồi nguy hiệu ra ngày không làm được gì rồi. Đánh boss phát nào. Xu vòng quay ở dưới là được 3 lần thì phải. 3 lần xu vòng quay cũng chả làm được gì. Thêm được mấy lần đánh boss chơi cho anh em chứ cũng không ăn thua. 4 dương. Phi ná. Rồi ok các bạn, quệ nào. Giờ cứ thong thả quyển sự kiện anh em, còn thiếu một thằng biên là ngon rồi kìa. Là lộn luôn anh em. Hai form linh chi 10 sao này. Ok 4 dương. 10 thằng bia thôi ạ. Thêm có 10 thằng bia thôi anh em. Ok được thêm 10 thằng bia thôi các bạn. Hơi khoai nhỉ. Vừa thêm 10 thằng bia đúng hơi khoai anh em. Hôm qua xóa nào. Còn thiếu 150 đấy mới được một túi giả dư ra có 100 thôi anh em. 3 form thì vứt chủ tịch chopper vứt luôn đi anh em. Chủ tịch chopper tầm này chơi chơi bời gì nữa. 8 form không đủ các bạn. Sự kiện đâu rồi. Vì hiểu chính xác. Ok tướng chính xác. Thiếu bao nhiêu form? 2 4 6 7. Thiếu một form nữa thôi anh em. Một form nữa là đủ rồi. Thế là xong. Hôm nay đục Flamingo nhà tôi chính thức lên E5 các bạn. Phá mà cô vào luôn anh em. Không cần suy nghĩ á. Cho lên luôn anh em. Đụng luôn. Đó. Lên luôn. Có game ma luôn ạ. Ô kìa. Đục của nó. Ừ. Ichiji mới được 3 cháu, bên này dưới nào. 2 cháu rách anh em, rách ạc này ra, đúng kiểu đúng đời anh em. Đúng đời ạ. Sinh khí, Kinemon chưa có, 3 thì mới E2. Bên bị minh mẫn là thêm cháu nữa là ngon anh em, xem ai đây. Akilu. Ok. Lu này, lên luôn. Rồi các bạn ra ngoài lượm thêm một bộ xoài xám nữa. Ok lượm thôi. Còn lành. Một quả đặc biệt anh em ngon luôn. Sengoku à đây. Vẫn chơi en ạ. Ồ kìa. Cái này thì hơi thiếu anh em. Thiếu túi đựng ạ. Hiện tại thiếu túi đựng các bạn xem nào. Tường 5. Giới hạn rồi à. À ừ, đúng rồi, đổi một lần thôi. Ai, cái nhà. X10 nào.
À ừ đúng rồi, chúng ta vào đi đánh boss anh em, biết đâu hên xui nhờ. Đúng rồi các bạn, tôi sẽ vào ghé qua đánh boss anh em. Ghé qua đánh boss phát các bạn, biết đâu chúng ta lại may mắn lại rơi được mấy ca hồn ra, quên thuốc hoán đổi sao anh em. 1, 2, 3, tấn công. 1, 2, 3, ok, bỏ qua. Đó, 1k này, ngon. Lượm thật các bạn, trời ơi, lượm thật anh em. 15 giây nữa mới được ạ. Ok, nào, nhanh nào. Từ từ các bạn, đây cái trò đấy nó ra rồi, nó khả năng nó sẽ ra tiếp các bạn. Ôi, 50 ạ. Đúng là ra tiếp nhưng mà nó ra ít quá các bạn. Mười lăm giây đâu thế nhờ, chưa đủ à? Ui giời, đúng phát anh em, đúng một phát hút ngon thế thôi, còn đâu toàn toàn lắm. Ok cũng được, đổi được lượt đánh boss nữa anh em. Rồi xuống thang như thứ hai lần đánh boss nữa các bạn. Một lượt, hai lượt, ok hai dương tiếp. Thề và mở 100 thùng bia đúng ngon anh em, đúng đời luôn ạ. Thời tới cạn không kịp, đúng kiểu đấy anh em, ngon lành luôn á. Mà có ra được không câu chuyện gọn nhá. Đó, bây giờ còn ra được không mới là câu chuyện đấy. Ồ không ra anh em, ok. Nói chung thì video chưa ai thì cũng dạo chơi nâng cấp thế thôi anh em, vui chơi sự kiện thế thôi. Đó anh em đừng quên tham gia trả lời câu hỏi để có thể nhận được quà may mắn từ bên sự kiện bên kênh Tiểu Tử Đường Phố anh em nhé. Còn ở video ngày hôm nay tôi xin phép thúc các bạn tại đây. Hẹn gặp anh em ở clip theo. Cảm ơn do video kênh Tiểu Tử Đường Phố nhiều. Giá thiệp.